càng đó lại ở trên thi thể của dương đại phú sự tình thật ra là như vậy vào tối hôm đó <laughs> tôi nhận ra bà bà là bà chủ của lan quế phường bà chủ là tôi có chuyện gì sao chuyện gì là chuyện gì hả ngươi muốn làm gì mau tránh ra ngươi muốn làm cái gì trả lại đây Ủa? tôi làm gì hả tôi muốn làm cái gì thì làm cái đó thôi Tôi có thể nói tiền của Lan Quế Phường kiếm được là tiền đen tối Tôi cũng có thể khiến Lan Quế Phường hết chỗ làm Tôi sẽ trả khiến lại đây, bà đóng trả cửa lại đây, Trả ê, lại cho ta ê, ê, Trả cho ê, ta Trả cho ê, ta, mau lên ê, ê, Ta nói người biết Người dám làm bất cứ chuyện gì với Lan Quế Phường của ta Đừng quên, ta có con dao đang chờ người đó Chính đường Sau đó tôi lấy cây trâm của tôi lại rồi rời đi tôi và hắn vốn dĩ không xảy ra bất cứ xung đột nào bao đại nhân bây giờ mọi chuyện đã rõ thật sự ngô ngọc quế không có giết người điều này không được dựa vào lời nói một phía của ngô ngọc quế thì không thể tôi hoàn toàn hiểu được ông đang nghĩ gì nhưng mà tôi cũng hy vọng ông hiểu được những gì tôi đang nghĩ bao đại nhân ở đây có một đồng tiền Bao đại nhân Đồng tiền của tôi đang ở trên người vị đại ca nha dịch này Nếu lát nữa có xảy ra chuyện gì Tôi chết tại đây Vậy có phải chứng tỏ vị đại ca này đã mưu sát tôi không Vậy có phải chứng tỏ vị đại ca này có trộm tiền của tôi không Hoặc là nói dễ nghe một chút Lúc nãy tôi đã cho vị đại ca này một đồng tiền Âu Dương đâu Rõ ràng là Quynh đang cãi chạy cãi cối Nếu tôi cãi chạy cãi cối Thì Quynh đang làm ra vẻ ta đây Vụ án vốn chưa điều tra rõ ràng Quynh đã vào nhà bắt người Nói ngôn Ngọc Quế là hung thủ giết người Tôi không biết tại sao Quynh lại làm như vậy nữa Lý nào lại như vậy Quynh dám sỉ nhục mảnh quán triều đình Coi thường pháp luật Tôi coi thường pháp luật Chẳng lẽ các người ăn bổng lộc của triều đình Bắt người vô cớ được coi là chấp pháp Được coi là quốc pháp sao Quynh Là ba bà. bà đã giết tướng công của tôi à? Trời ơi Tướng công đó. của tôi chính là do bà, bà giết Sao lại tội nghiệp chính là hung thủ giết người là tướng công của tôi tôi Trời ơi đứa con cho tôi Im lặng Ngô Ngọc Quế Bà một mực nói mình bị vu quan Vậy tại sao trước đó bà không thừa nhận Tối hôm Dương Đại Phú bị giết Có gặp hắn Bao đại nhân Đó là gì Tôi sợ các ngài nghi ngờ tôi Ngô Ngọc Quế tôi Sống không vào quan môn Chết không vào địa ngục Tôi không giết Dương Đại Phú chẳng lẽ tôi chẳng lẽ tôi phải chạy ra đầu thú hay sao nhưng bà cố ý dấu chuyện tranh chấp với dương đại phú cho nên bổn phụ rất khó tin bà tình tiết vụ án phức tạp ngô ngọc quế cũng là kẻ tình nghi bổn phụ quyết định tạm thời giam ngô ngọc quế vào đại lao à, à, bao đại nhân bao đại nhân bao đại nhân giết người cũng phải có hung khí tôi không tin con người ngô ngọc quế liễu yếu đào tơ có thể ra tay giết chết dương đại phú xin hỏi hung khí ở đâu tuy rằng lời nói của ngươi cũng rất là có lý nhưng mà bây giờ chưa thể loại trừ ngô ngọc quế là kẻ tình nghi chiếu theo quốc pháp phải bắt ngô ngọc quế giam vào đại lao bao đại nhân bao đại nhân tôi bị quan tôi bị quan mà bao đại nhân à, à, bao đại nhân mẹ của tôi thật sự vô tội bà ấy không giết người đâu các người yên tâm bổn phủ nhất định sẽ cố gắng điều tra chân tướng trả lại trong sạch cho người vô tội giam nghi phạm vào đại lao <laughs> bao đại nhân, tôi vô tội mà bao à, đại nhân. Tôi thị, không đừng có sợ, giết người bao tôi đại nhân. Tôi sẽ cứu tội ra ngoài. Bao đại nhân, tôi vô tội. Ấy được? Mẹ, mẹ bao đại nhân, tôi Ê, Mẹ cho con đi. vô tội trời ơi quế tỷ quế tỷ mẹ không sao chứ mẹ yên tâm tụi con nhất định điều tra dân tướng đưa mẹ ra khỏi đây mà trời ơi người của khai phong phủ không biết xử thế nào nữa lung tung lộn xộn, ngọc quế tỷ, tao đừng có sợ, tóm lại có tôi ở đây, cậu sẽ không sao đâu, cứ tin tôi đi. Muốn tôi tin thúc hả? Tôi hỏi thúc, chuyện thắng nam làm bổ khoái có phải là thúc đã biết rồi hay không? Còn kêu tôi tin thúc hả? Trời ơi, quế tỷ, mẹ đừng có trách nhị thúc nữa, tất cả cũng, cũng là, là tại có con nói nữa. Con nói thử coi một tiểu thư cô nương như con là một đầu bếp đã rất khó gã đi rồi nhưng mà con à, tại sao bây giờ con phải đi làm cái nghề này chứ bổ 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 khoái à, cái gì à, trời à, ơi à, con nói cho mẹ biết mẹ ăn nói làm sao với cha con mẹ làm sao ăn nói với cha con đây hả con nói cho mẹ biết đi trời quê ơi quế tỷ à quế tỷ đừng có đau lòng như vậy có gì từ từ nói mà trời ơi tôi không à, sống à, nổi nữa Ê, ngọc quế tỷ ngọc quế tỷ tỷ đừng kích động nữa chúng tôi cũng không muốn đâu là hoàng thượng sắc phong tháng Nam cũng đâu còn cách nào khác Ho Ho hoàng thượng cô nói cái gì là hoàng thượng sắc phong hay sao dạ đúng dạ đúng ừ. trời ơi vậy tức là hoàng thượng đã sắc phong rồi nếu con không đồng ý cũng không thể nào từ chối ừ đúng vậy đương nhiên rồi trời ơi Hả? tôi phải làm sao đây Sao tôi lại là mẹ của nữ cổ khoái vậy trời Tôi không sống nổi à, nữa Trời ơi tôi phải đập đầu à, đi đâu à, đây à, Chỗ nè, nào, chỗ nào, chỗ nào có thể đập mẹ. được à, Chỗ nào nè, đây à, 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 Nè nè, đập nè. Đập nè, đập nè. Vô đây, đập vô đây nè, đập vô, Ê, vô nè. đây nè Trời ơi Đi đi đi, ra à, à, hết đi Đi ra hết đi, ra hết đi, mau lên Trời ơi, Quế Tỷ hả Mình thôi đổ Trời ơi, Quế Tỷ Ê, Quế Tỷ Quế Tỷ à, thất thất thổi như vậy Đúng là tổ không cần lo Tôi sẽ có cách cứu tổ ra ngoài Mẹ nhất định Thôi được rồi, được rồi Tỷ ấy đang buồn Chúng ta quay về tính kế hoạch lâu dài trước Chúng ta về trước nha Quế tỷ à, Bảo trọng đó Thôi à, Đi thôi, đi thôi Khách tựa vân lại Gia chủ bị oan Tạm thời đóng cửa Trời ơi, nhị thuốc à Rốt cuộc thuốc có nắm chắc là rửa quan được cho quế tỷ hay không vậy Thi thể của Dương Đại Phú được phát hiện trên cây ngoại ô Tây Thành. Nhưng địa điểm cãi lộn với Quế Tỷ là ở trên đường. Tại sao vậy? Ừ. Ừ. Vậy bây giờ Quế Tỷ sao rồi? Hả? Đúng rồi đó, khi nào được thả ra đây? Nghe nói ở trên thi thể tên vô lại đó Tìm được cánh hoa vàng của Quế Tỷ Nghe nói hôm ừ. qua hắn chết Quế Tỷ còn cãi nhau với hắn một trận nữa Nè ờ, Các người nói đủ chưa vậy à? Không cần làm việc nữa sao ừ, bào, Đi đi nè không thấy giấy dán trên cửa sao hôm nay cửa tiệm nghỉ không buôn bán gì hết hôm khác quay lại nha Ai, mở ra mở cửa, cửa đi. đi thúc đang đọc tài liệu mà con ra mở đi trời ơi tâm trạng con không được tốt thúc mở đi tôi xì cái búa cái búa bao hả? thúc thắng rồi thúc đi đi đã nói tạm thời nghỉ bán bộ không nhìn thấy sao hả Ờ, tìm tôi hả tôi tìm thắng nam không lẽ phải được quên cho phép sao thắng nam sao rồi cô nói đi cô yên tâm khai phong phủ chúng ta chắc chắn sự án hợp tình hợp lý rửa sạch quan ức cho quế tỷ nói thì nói vậy nhưng tôi không hy vọng khai phong phủ các người đâu các người chỉ dội vàng kết án bắt người lung tung chỉ là hư danh mà thôi chẳng phải quynh nói mình là trạng sư nổi tiếng hả đúng vậy có bản lĩnh thì mau tìm ra hung thủ Cứ quý tỷ ra ngoài đi Ê, nhìn bộ dạng cô không có thiện ý có phải đang tìm người để cãi lộn không tôi không rảnh như quynh tìm người cãi lộn tôi cũng có nhiều việc phải làm nè, không có thời gian hai nhiều người cãi lộn nữa có được không vậy các người yên tâm sau khi đọc tư liệu này phát hiện ra nhiều nghi điểm dựa vào manh mối điều tra chắc chắn sẽ tìm ra hung thủ nhanh chóng rửa sạch quan ức cho ngọc Quế tỷ có làm được không vậy đương nhiên rồi chẳng lẽ trong mấy người điều tra chờ dài cổ luôn đó chỉ bằng dựa vào mình tìm ra hung thủ như vậy có thể giảm nhuệ khí của triển chiêu ngự miêu kia rồi nhịn gì chứ không phục sao bây giờ khai phong phủ chúng tôi đắc tội huynh hả đừng có chọc tôi đừng có chọc tức tôi nữa nghe tôi nể mặt thắng nam không cãi lộn với huynh tôi cũng nể mặt nó không cãi lộn với cô <cười> <cười> à... khai phong phủ Nếu nói tôi cãi chạy cãi cối Thì Huynh là làm ra dễ ta đây vốn dĩ vụ án chưa điều tra rõ ràng Huynh đã tới nhà bắt người Nói Ngô Ngọc Quế là hung thủ giết người Tôi thật sự không biết tại sao Huynh làm vậy Lý nào lại như vậy Huynh dám sỉ nhục mệnh quan triều đình Coi thường pháp luật Tôi coi thường pháp luật Chẳng lẽ các người ăn bổng lộc của triều đình Bắt người vô cớ được coi là chấp pháp Được coi là quốc pháp sao <laughs> <laughs> sao vậy vẫn còn nghĩ chuyện hôm nay trên công đường sao à thuộc hạ đang nghĩ biệt danh ngự miêu của thuộc hạ có thật giống như lời trạng sư nói không buôn danh bán tiếng <laughs> ta đây tốt hơn người đó biệt danh bao hắc thang của ta mới thật là danh bất hư truyền hả à. <laughs> <laughs> ngài đúng là biết đùa mà ê ta không có gạt ngươi biệt danh bao hắc thang này từ nhỏ đã có rồi mọi người đều gọi như vậy trời ơi còn nhớ lúc đó à có một tên mập kia thường xuyên ức hiếp ta hê đè ta xuống đất đánh có một ngày cậu ta bị người đổ quang là ta đã giải quan cho cậu ấy. Sau sự việc đó, người có biết không? Hai người trở thành bằng hữu. Ê! Tuy rằng cậu ấy cảm kích ta, nhưng mà vẫn chế diễu ta, ức hiếp ta, vẫn gọi ta là bao hắc thang. <laughs> ta không để ý. Chỉ cần ta đổi trời đạp đất thì đây có đáng gì? Có gì đâu. Ờ, Ngươi nói vậy có đúng không ngựa miêu <laughs> Tôi phát hiện ra một vấn đề Hả? À? Lúc ngài giảng đạo lý Ngài rất thích rào trước đón sau thì phải <cười> <cười> Chỉ cần ngươi hiểu là được rồi Nào ừ. à. Uống xong ly rượu này Cũng là lúc phải nghiên cứu lại từ đầu dự án này Khai phong phủ sự án Nhất định phải đệ ba tên Tâm phục khẩu phục ừ. Nào Cán à. <laughs> <laughs> Nào Kiến đại ca ừ. Bao đại nhân lệnh cho chúng ta điều tra lại vụ án của Dương Đại Phú bị giết Nhưng mà kinh thành lớn như vậy Chúng ta đi đâu tìm anh mối đây tháng năm minh nguyệt đã đến nhà dương đại phú điều tra gia cảnh của hắn ta chúng ta bắt đầu từ hành tung trước khi chết của dương đại phú trước được được Thế nào rồi À khách quan Xin bà lên lầu Ông chủ à, à? Chúng tôi muốn hỏi ông một chút à? Mùng 8 ông có nhìn thấy Dương Đại Phú không Mùng 8 Dương Đại Phú à, Đúng rồi Mùng 8 hôm đó Dương Đại Phú có uống rượu ở chỗ của tôi Khoảng giờ thân thì ông ta rời đi Tiếp theo tôi nghe thấy bên ngoài âm thanh ồn ào gì đó Sau đó Còn nghe thấy tiếng cãi nhau nữa Ông có nhìn thấy đó là ai không? Không có Họ cãi nhau một lúc Rồi im lặng à Ờ à. là vết máu Rất có thể là vết máu Dương Đại Phú bị chết tối ngày hôm đó Tại sao hắn ta bị giết trên được Còn xác thì lại ở trong rừng Bao đại nhân phái chúng ta đến nhà Dương Đại Phú Và hỏi tin tức cần về phải tìm hắn Hắn lại không phải bộ khoái Theo chúng ta làm gì chứ trời ơi minh nguyệt à thêm một người có thêm người giúp đỡ hơn nữa nhị thúc tôi điều tra còn giỏi hơn chúng ta nữa đó à. cẩn thận nha lão phu nhân mấy vị khách này có chuyện tìm bà mấy vị đây, chúng tôi là người của khai phong phủ. Thật ra hôm nay chúng tôi tới để coi có thể giúp đỡ được gì hay không, chứ không có ý gì khác. À, đa tạ các vị, nhưng mà bây giờ sử rượu bận rộn, rất nhiều chuyện phải để thân già này đích thân xử lý, tiếp đón không chu đáo, mọi người thông cảm nha. À, lão phu nhân, sách bà cần đây. Dương lão phu nhân, bà đúng là cực khổ, vào lúc này còn phải lo liệu cho xưởng rượu rộng lớn này nữa à, cũng tại tôi mệnh khổ vất à, giả nửa đời người ở quá hơn nửa đời người không ngờ rằng đến cuối cùng người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh sống chết có số dương lão phu nhân xin nén đau thương đúng vậy sống chết có số tử tôn số mệnh của tử tôn đã định sẵn có lẽ dù nhà chúng tôi tích góp công đức chưa đủ ờ ừ. ờ à, à, à. ê, ê, ê ê nè dư lão phu nhân bà không sao chứ chúng tôi đưa bà về phủ nghỉ nghe cẩn thận đó mẹ à mẹ sao vậy lúc nãy ở xưởng rượu mẹ hơi chóng mặt không sao đâu trời ơi sao mẹ không nghe lời của con chuyện của xưởng rượu giao cho hạ nhân xử lý là được rồi đúng đó thiếu phu nhân nói rất đúng lão phu nhân đừng làm quá sức Cô có phải con gái của bạn ngu kia không? Cô đi đi, ở đây không quan nghênh cô. À, vào nhà thì là khách, con không nên như vậy, con mặc kệ. Tướng công bị mẹ cô ta giết chết, nếu không phải bà ta, mẹ đã không mất đi chỗ dựa. Con thì mất tướng công, đứa con chưa kịp chào đời mất đi người cha. Cô cút đi cho tôi mẹ đã lớn tuổi như vậy rồi tại sao lại để cô nhi quả phụ phải chịu nỗi khổ này con mệt rồi mau về phòng nghỉ ngơi đi mau vừa phu nhân về phòng nghỉ ngơi đi dạ lão phu nhân chuyện vừa rồi xin mọi người bỏ qua à tôi hiểu mà dương lão phu nhân bà và thiếu phu nhân bảo trọng sức khỏe mọi người có lòng rồi vậy chúng tôi không làm phiền bà nghỉ ngơi nữa xin cáo từ à. cáo từ minh sát thu hào nói ra thì dương lão phu nhân này cũng rất đáng thương cực khổ vất vả nuôi con trưởng thành chỉ trong một đêm đã mất đi chỗ giữa à, tôi cũng làm mẹ nỗi đau này tôi hiểu dương lão phu nhân quả thật rất đáng thương nhưng mà cũng phải nói bà ấy vừa mới trải qua nỗi đau con mất là phải lo mọi chuyện trên dưới của xưởng rượu đúng là rất kiên cường ừ. theo như cô nói biểu hiện của dương lão phu nhân này Thật khiến người ta khâm phục. Nhưng bà cũng có chút không được bình thường cho lắm. Dương lão phu nhân mất chồng từ sớm. Theo lý mà nói, bà ta phải rất thương yêu con trai, coi con như ngọc như ngà mới đúng. Không thể nào dễ dàng quên được nỗi đau mất con như vậy đâu. Đúng vậy, bà Dương lão phu nhân này thật sự không đơn giản. cho nên đó mới là chỗ hơn người của dương lão phu nhân nếu đổi lại là tôi nếu không có tử lạc tôi thà chết còn hơn chung Phủ tẳng tử nói dám hỏi đức cổ thánh nhân không có gì bằng chữ hiếu tự viết bản tính trời xanh bản tính trời xanh mẹ chữ này đọc như thế nào mẹ 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 hả có gì không con mẹ mẹ sao vậy có phải mẹ bệnh rồi hay không <laughs> mẹ không sao đâu chỉ là hôm nay nhìn thấy một số chuyện trong lòng mẹ không thoải mái cho lắm mẹ mẹ đừng buồn có tử lạc thương mẹ mà <laughs> có thật như vậy không đương nhiên thật rồi con phải học hành cho thật chăm chỉ sau này hiếu thuận với mẹ nữa hôm nay lão sư nói đạo làm người không gì bằng chữ hiếu con hiểu mà <laughs> vậy là được rồi vậy con phải hứa với mẹ sau này nhất định phải thương mẹ con không được bỏ rơi mẹ có được không dạ còn méo tay với mẹ được vậy mẹ cũng hứa với con sau này chỉ cần có bé lạc ở bên cạnh mẹ mẹ sẽ không sợ gì hết được hứa như vậy đi ừ <laughs> 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 ghé vô đại tổ ơi mang thầu nóng hỏi mang thầu nóng hỏi đây ghé vô ghé vô Nè tóm lại Thúc dẫn con đi đâu vậy Tới rồi Nè giờ đó là lúc nào rồi Thúc còn tâm trạng tới tử quán uống rượu Ta nói cho con nghe Ta tra được lúc Dương Đại Phú còn sống Thường đến hỏi mượn tiền ông chủ tử quán này Kỳ lạ là ông chủ tử quán này á Lần nào cũng ngoan ngoãn đưa tiền cho hắn Con có biết tại sao không Hả ừ, Con không biết Không biết hả ha, Ta cũng không biết cho nên mới tới điều tra đó Đi thôi Ý trời Hai vị khách quen Mở bên đây bên đây à, Ngon 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 ha à, mời ngồi mời ngồi ngồi đi khách quan rượu ở túy hương Lậu chúng tôi đều được mọi người khen ngợi à, ừ. không biết hai người muốn dùng gì hả đem những món ngon nhất ra cho chúng tôi đi à, được 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 chờ chút chờ chút nha chờ chút à, <laughs> Đừng có nôn nóng uống rượu trước đã <laughs> uhm, Trạng nguyên hồng của dương gia này nhìn ống ánh trong một suốt còn hương thơm thì Mm. Rất là nồng nàn, Nè uống đi Uống vô một ngụm Hương còn lưu lại Khách <laughs> quen à Trà Nguyên Hồng là đặc sản của bổn tiệm đó nào, nào 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 nào, thưởng thức thêm Đổ khang tủ nha Được rồi cứ đổ đi Đây Được Nè uống đi Thắng Nam nói về độ nồng đậm, đổ khang tử này còn hơn một bậc đó. U trời ơi, khách quan à, ngài đúng là am hiểu nha, <laughs> chuyên gia rồi. <laughs> à, trưởng quầy à, Hả? cái chết của dương đại phú ông có nghe qua không? À... Ông ta có thường xuyên tới đây không? Cái hôm ông ta chết có tới đây không vậy? À, mấy ngày trước tôi ra khỏi thành, à, chuyện này tôi cũng không biết, à, à, không biết. Uống rượu, à, uống rượu, <laughs> à, mời. <laughs> khai phong phủ Vào buổi tối Dương Đại Phú bị hại Chúng tôi có phát hiện ra vết máu Cạnh tường của một tử quán Tin rằng vết máu này là của Dương Đại Phú để lại Ở đó rất có thể là hiện trường Dương Đại Phú đã bị giết Nhưng mà thi thể lại được phát hiện trong rừng cây Thằng Nam Cô có manh mối gì mới không? Bẩm báo bao đại nhân, Sinh thời Dương Đại Phú thường tới túy hương lầu ở thành Tây để mượn tiền Hơn nữa lần nào ông chủ thấy Dương Đại Phú cũng đều đưa tiền cho hắn Lần này khi ông chủ nghe tin Dương Đại Phú bị giết Sắc mặt thay đổi như đang né tránh Rất là khả nghi Nói như vậy ông chủ quán rượu Cũng có thể là nghi phạm giết người ừ. cái gì vậy? Lửa thưởng Ờ lấy cái này đi. Đúng rồi, cái này nè. Không biết có Trời chuyện có gì nữa, hả? lại à? à. không rồi. Sáng sớm cái mới nữa hả? Hay là án cũ vậy? Chắc chắn là... là... Không biết vụ gì, là... gì nữa để vô hóc chắc coi. biết đâu, người dưới kia là ai thảo dân họ chung tên phát kinh doanh tủ quán túy hương lầu ở thành tây tôi chính là hung thủ giết dương đại phú hả sao trời ừ, ơi ghê vậy Tự có giết người được luôn á Cái có đó, rồi có phải đâu đó tử thú, thú sao trung phát nếu ngươi đã thừa nhận dương đại phú do ngươi giết vậy bổn phủ hỏi ngươi Ngươi và Dương Đại Phú rốt cuộc có ân quán gì mà phải lấy mạng của hắn. Mau nói cho bổn phủ biết rõ sự tình. Bấm đại nhân. Thảo dân xuất thân nghèo hèn, được bán vào nhà Dương Gia. Lúc nào cũng bị xem thường hết. Ông chủ Dương Đại Phú cũng không coi tôi là người mà đối đãi, Thường xuyên là mắng đánh đập. Từ lúc đó Thảo Dân đã đem lòng thù hận với Dương Đại Phú. Sau đó, Thảo Dân cuối cùng cũng rời khỏi Dương Gia. Ở bên ngoài, buôn bán nhỏ, tiết kiệm chút tiền, cực khổ vất vả mở ra tủ hương lầu. vốn cho rằng có thể dựa vào tủ quán này để duy trì cuộc sống sau này. Nhưng ai ngờ, Dương Đại Phú hắn vốn không buông tha cho Thảo Dân. Tại vì tủ hương lầu vẫn còn qua lại mua rượu của xưởng rượu dương gia dương đại phú đó giống như âm hồn cứ bám lấy thảo dân không rời khỏi mắt vậy ừ. Ừ. À, thiếu gia à, thiếu gia à, ngồi, 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 ngồi. À. ông còn nhận ra ta à, sao à, ông chủ dương <laughs> tiền ông nợ tôi khi nào trả đây à, tôi đâu có nợ thiếu gia cái gì Tháng trước ngươi lấy 10 giò rượu ở xưởng rượu của nhà ta Còn chưa trả tiền nữa mà Ôi trời Tôi đã nói rõ với trưởng quầy rồi Đến cuối tháng sẽ trả mà Trưởng quầy cái Ê. gì chứ Nói cho ông biết Xưởng rượu là của ta Ngươi bây giờ phải trả tiền cho ta Nhưng Nhưng mà tháng này à, buôn bán mới có hai ngày thôi Tôi thật sự chưa có tiền Đừng có giả bộ Ngươi tưởng ta là chỗ làm phước hả À, ta thấy cái tiệm này Cũng đáng được vài đồng đó Đấy. Hay là Ngươi cầm cố cho ta đi Cái gì? Ông nói cái gì hả? Thì ra là ông muốn mua lại tiệm của tôi sao? Vậy thì sao chứ Nếu không trả tiền thì ta thu tiệm vậy Ngươi chọn một đi Thiếu gia à Sao ông nói chuyện vô lý quá vậy? Ngươi dựa vào đâu mà nói lý với ta Ngươi coi mình là ông chủ hả? nói cho ngươi biết ngươi kiếm cơm ở dương gia chúng ta bao nhiêu năm chỉ giống như con chó dương gia nuôi thôi ông 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 đừng ở đây mà hiếp người quá đáng nha vậy thì đã sao kẻ nào đắc tội với ta ta cho kẻ đó sống không bằng chết hãy nhớ ngày mai hoặc là trả tiền hoặc là ta cho người thú tiệm <laughs> Dương Đại Phú nghe ngược bá đạo, ăn hiếp bá tánh, thảo dân hận hắn tận xương tủy. Lần này, đến cả căn tiệm của thảo dân cực khổ có được hắn cũng muốn cướp thảo dân quả thật không chịu được nữa đành phải ra tay giết người được. Đó. Đi quá đi nữa. Sao thì... tuy là ngươi thẳng thắn thừa nhận chuyện giết người nhưng Dương đại phú vào ngày bị giết ngươi từng nói ra thành có việc cả đêm không về có hàng xóm nhà ngươi làm chứng Ngươi giải thích sao đây? Ừ, Thảo Dân và Dương Đại Phú trước giờ bất hòa, cho nên sợ bị nghi ngờ mới ra khỏi thành tạo chứng cứ giả. Ngươi đã thoát khỏi tội phạt, tại sao lại còn ra đầu thú chứ? Người nào làm người đó chịu, Thảo Dân thật sự không muốn liên lụy người khác. Đại nhân, giết người trên mạng, Thảo Dân cam tâm chịu mọi hình phạt. Trời ơi! Trung Phát Ngươi luôn miệng nói mình là hung thủ giết người Vậy thì bổn phủ hỏi người Lúc giết Dương Đại Phú Ngươi đã ra tay ở vị trí nào trên người hắn Dùng hung khí nào giết hắn Tôi ừ, Tôi 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 đã dùng Dùng hòn đá đập đầu hắn ta Bên trái hay là bên phải ờ, ừ bấm ờ, bẩm bao đại nhân, lúc đó Thảo Dân rất là hoảng sợ, cũng không nhớ rõ nữa. Đại nhân, Dương Đại Phú quả thực là do Thảo Dân giết, Thảo Dân còn dùng xe nhỏ đẩy xác hắn lên sườn núi, rồi quăng hắn xuống núi. Thì ra là hắn đã giết Dương Đại Phú, hại mẹ của ta bị đổ quan như vậy. tháng Nam à, quý tỷ bây giờ đã không sao rồi, tóm lại chân tướng đã rõ ràng. Đây mà là chân tướng sao? Có đơn giản như vậy không? Trung Phát Nếu ngươi đã thừa nhận là hung thủ giết người Tội không thể tha Người đâu? Đó. Dạ. Đêm Trung Phát giam vào Đại Lao Chờ ngày bốn phủ định đoạt Dạ Đi đi tốt rồi tốt rồi cuối cùng mọi việc cũng đã rõ ràng Ai... Ai... hung thủ đã bị bắt rồi lần này chúng ta có thể an tâm được rồi các cô khẳng định Trung phát là hung thủ thật sự sao người ta đã tự khai nhận rồi vậy còn giả được sao nữ nhân ơi là nữ nhân chỉ một từ thôi là ngốc đó quỳnh nói vậy là sao nữ nhân đất tội gì với Quynh? đúng đó nếu thúc cho rằng Trung phát không phải là hung thủ Vậy thúc nghĩ quế tỷ chính là hung thủ giết người hả? Nè 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 nè, giữ thể diện chút đi, không biết tôn ti gì hết, làm gì um sùm lên vậy? Tránh ra. <laughs> Tránh ra. <cười> Tránh <cười> ra mà. Ờ, à, Dương Trạng Sư tới cũng thật đúng lúc Bốn phổ cũng muốn nghe ý kiến của người Bao đại nhân đúng là bao đại nhân Không giống đám nữ nhân kia Không có chút kiến thức gì hết Thôi đi, chút nói chuyện rõ ràng chút nha Đừng có nói chuyện úp mở như vậy nữa Thúc nói vậy còn chưa rõ sao Người nào chỉ cần động não một chút Cũng biết là Thúc nói cái gì rồi Sao hả Còn chưa biết sao Thúc hỏi con Nếu mà một hung thủ giết người Liệu hắn có nhớ lúc giết người hắn đã dùng hung khí gì hay không hả Triển đại nhân Tôi nói không sai chứ ừ. Không sai Chúng tôi cũng điều tra gần đó Không phát hiện ra hung khí gì Hơn nữa cũng không phát hiện ra hòn đá nào có vết máu Không sai cho nên rất rõ ràng đó là Trung Phát thật sự đang nói dối. Nếu Trung Phát không phải là hung thủ, tại sao hắn phải nhận tội chứ? Đây là tội chết đó. Sở dĩ Trung Phát chịu nhận tội là vì hắn có người cần phải bảo vệ. Ừ. Uhm. Chẳng lẽ mọi người biết ai là hung thủ? Bao đại nhân, chẳng lẽ ngài cũng giống như tôi, đang nghi ngờ vương lão phu nhân sao? Không thể nào, cả bọn nam nhân như vậy lại nghi ngờ một bà lão, mấy người có mắt không đó? Dương lão phu nhân là mẹ ruột của Dương Đại Phú, sao bảy có thể hại con trai của mình chứ? Hổ dữ không ăn thịt con các người đã nghe chưa? Đúng vậy, trên đời này ai không có luân thường đạo lý, tình thân cốt nhục? Nhưng các người có từng nghĩ sau khi Dương Đại Phú chết, vợ của hắn cũng sắp trở dạ, sưởng rượu chỉ có mình Dương lão phu nhân lo toan. Sau khi con trai chết, Dương lão phu nhân đúng là quá kiên cường rồi. Dương lão phu nhân mất chồng từ sớm, hai mẹ con nương tựa vào nhau. Theo lý thấy con trai mình thương như bảo bối, chết lúc còn trẻ phải vô cùng đau đớn, sao lại có biểu hiện bình tĩnh như vậy? Ừ, uhm, nói như vậy, thấy cũng có lý đó. Vậy cũng không thể nói rõ điều gì, mỗi người bằng tính khác nhau. Dương lão phu nhân bảy kiên cường như vậy, là vì đã phải trải qua phong ba cuộc đời. Nếu đổi lại là cô, con trai bảo bối của cô chết, liệu cô có sống nổi hay không ừ. Dương lão phu nhân Sự kiên cường này Cô có thấy là vượt qua lẽ thường tình của con người không ừ, Nhưng mà Dương lão phu nhân là người tốt mà Sao có thể chứ Bao trưởng thân là phụ mẫu thiên hạ Đứng ở vị trí này Không nên vì một chữ tình làm cho mê muội Cần đề cao chính nghĩa Giải quan cho người đã chết ừ, Hay lắm bao đại nhân quả nhiên phải trái phân minh giáng sinh bái phục bái phục <laughs> bao đại nhân ngài cũng từng nói phá án phải cần đến chứng cứ bây giờ mọi người nghi ngờ bà ta chứng cứ đâu ừ. trời ơi đừng nói chuyện này nữa bao đại nhân à bây giờ đã chứng minh mẹ của tôi vô tội rồi có thể thả bà ấy ra chưa lời này rất có lý thắng nam vậy thì chuyện này giao cho cô tự xử lý đi <laughs> dạ bao đại nhân <laughs> lan quế phường bước qua tao lửa quý hết xíu xẻo sau này ra mắt là anh sẽ bắt đạt hơn đa tạ đa tạ chào mọi người mọi người có chồng rồi đa tạ đa tạ chúc mừng đa tạ chúc mừng nha Chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng. Chúc mừng à, ngồi đi ngồi đi đây quế tỷ uống trà đi đa tạ đa tạ uống ly trà định thần đi quế tỷ nè trời ơi ý các người còn đứng đây làm gì mau đi chào hỏi khách đi Quế tỷ à, bà có biết lúc bà không có ở đây, chúng tôi hay làm biến lắm, cứ để mặt khách ở đó vậy á. Ừ? Quên còn đòi tố cáo tôi nữa hả? Tại tôi lo lắng cho Quế tỷ đó là lo lắng. Thôi được rồi, đừng có cãi nhau nữa. Ê phải rồi, lúc tôi đi, cô đặt ông chủ lưu một số hàng, đã giao tới chưa? Hình như là gạo cũng hết rồi. Trời ơi, Quế tỷ à, khó khăn lắm mới được trở về nhà, mấy chuyện nhỏ nhặt này à, ngày mai hãy nói đi. Uống thêm chút trà cho khỏe ha. Nào, mọi ừ. người đi làm việc đi. Đi đi đi. đi, đi, đi. À, quế tỷ à. Con dìu mẹ về phòng nghỉ ngơi. Không cần con bận tâm. Mẹ tự đi được rồi. Trời ơi, Quế tỷ làm sao vậy? Cậu nói đi, Âu Dương Bổ Khoái. <cười> <cười> mau lên đi nè 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 sao vậy định rút lui nữa chừng hả ừ. làm gì có con chỉ định đợi trà nguội rồi mới vô thôi mà trà nguội mẹ con đang đợi con ở trong đó kìa <laughs> hả? Ừ? Mẹ Chuyện gì nữa Con 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 nấu cho mẹ một chén trà định thần Mẹ uống một ngụm đi ha Trà định thần Con nói thử coi Giờ còn có chuyện gì khiến mẹ định thần lại được Mẹ con biết là con đã sai rồi Lẽ ra con phải nói sớm cho mẹ biết chuyện con làm bổ khoái Mẹ đừng có giận nữa mà mẹ Mẹ không giận được sao Con nói xem Cha con mất sớm Mẹ ngậm đắng nuốt cây nuôi con lớn lên Mẹ chỉ mong con giống những nữ nhi khác Dịu dàng lương thiện đoan trang hiền thục Nhưng bây giờ con thì sao Suốt ngày múa đao đấu kiếm với đám nam nhân Thắng Nam Bây giờ con là đầu bếp mẹ ra ngoài cầu thân với người ta người ta cũng đã tránh mấy bước rồi giờ con còn làm bổ khoái cái gì nữa Ây trời ơi quế tỷ mẹ đừng có giận nữa mà à, 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 đúng đó ngọc quế tỷ bỏ đi Tậu cứ cho thắng nam làm bổ khoái đi mà làm bổ khoái là ước nguyện từ nhỏ của nó rồi so với việc cả ngày nó khoác chiếc áo tơi rồi cầm thanh đại đao chạy lung tung khắp nơi vẫn còn tốt hơn đó Huấn hồ làm bổ khoái thì có thể vì dân việt bạo nè, vì dân giải quan nè, rồi còn... Uh... Giải cái đầu thuốc. Cây nuôi con không lớn, chỉ mong con giống như những cô gái khác, dịu dàng, hiền lành, lanh lợi, đoan trang. Nhưng bây giờ thì sao? Suốt ngày cứ đi theo đám nam nhân múa đau muốn kiếm. Thắng Nam, bây giờ con là đầu bếp, mẹ ra ngoài hẹn xem mắt với người ta, người ta cũng đã tìm cách xa lánh, con còn muốn làm bổ khoái cái gì nữa chứ? <laughs> Quế tỷ, mẹ đừng có giận nữa mà. À, à trời ơi đúng rồi ngọc Quế tỷ, thôi đi. Tẩu hãy cho Thắng Nam làm bổ khoái đi. Làm bổ khoái là ý nguyện từ nhỏ đến lớn của Thắng Nam mà. Dù sao cũng tốt hơn nó từ sáng đến tối, khoác áo tơi trên người cầm theo đại đao một mình một ngựa xông pha khắp nơi. Huống hồ làm bổ khoái thì có thể vì dân diệt bạo nè, vì dân giải quan nè, rồi còn giải à... cái đầu à... thuốc. Tóm lại là tôi không bao giờ đồng ý đâu. Không thể không đồng ý đâu chức bộ khoái này là hoàng thượng ngự ban Nếu tẩu không cho nó làm Tẩu không sợ bị tạch biên sao à, Quỳ đi Quỳ xuống quê đi. Mẹ Con biết mẹ lo lắng cho con Con xin thề Sau này con nhất định luôn luôn cẩn thận Những chuyện phải mạo hiểm À, đều để đều để cho Triển Chiêu bọn họ làm như vậy mẹ yên tâm rồi chứ mẹ lo lắng con không thể xuất giá được đó uhm, bất quá con làm theo ý của Hoàng thượng làm bổ khoái nửa năm hoặc một năm sau đó xin từ chức về nhà ở bên cạnh mẹ mỗi ngày có được không <laughs> có thật không uhm? <laughs> mẹ không tin đâu con chỉ biết gạt mẹ thôi uhm. ai à, Ngọc Quế tỷ nếu thắng Nam đã thề rồi thì tẩu hãy tin nó một lần đi nè tháng năm chuyện con đã hứa với mẹ con làm được mới nói đó nha ừ. thế chưa ngọc quế tỷ tháng năm đã hứa rồi tẩu đừng có suy nghĩ nhiều nữa hôm nay tẩu vất giả rồi uống ly trà an thần uống hết rồi đi ngủ đi nghe ngủ hả bây giờ tôi có ngủ được không ở trong ngục tôi không có việc làm ngày nào cũng ngủ hết đó ờ à, nói cũng đúng ha <cười> <cười> xem ra trong mong con xuất giá không có khả năng không thể nào rồi ừ. nhị thúc ừ. ờ. sau này âu dương gia chúng ta phải nhờ thúc rồi hả à, đúng rồi ngày mai tôi sẽ ra ngoài giúp thúc tìm một cô nương tốt để thúc giúp âu dương gia chúng ta sinh con đẻ cái núi giỏi tông đường <laughs> Trời ơi con muốn nói gì Thúc à Hiếm khi được nghỉ không cần trực ban Vậy mà mới sáng sớm Thúc lôi con ra đây để làm gì vậy Thúc không thể cho con nghỉ ngơi cho khỏe sao Không được Sao lại không được chứ Mua rượu Mua rượu Sưởng rượu dương giá ừ. Nè 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 Thúc thật sự nghi ngờ dương lão phu nhân sao <laughs> Chào ông Ơi khách khoan chào ông tới mua rượu hả phải khách quan chỗ chúng tôi có rất nhiều loại rượu ngon ông thích loại nào vậy đem loại ngon nhất ra đây dạ được khách quan chờ chút nha <laughs> à, dạ. thấy sao à. hả cũng thường thôi còn nữa không à, à, trời ơi đây mời đa tả à. Mm. có thơm không mm. chúng rượu này ngon như vậy tôi có thể khẳng định nhất định là trạng nguyên hồng của xưởng rượu dương gia có đúng không <laughs> khách quan đúng là người biết rượu nghe <laughs> đừng có nói là trong thành khai phong này không tìm được xưởng thứ hai có thể làm ra loại rượu này mm. mà dù có đi khắp đại giang nam bắc e là cũng khó tìm ra được loại rượu nào ngon như của chúng tôi đâu mm. <laughs> nhưng mà tôi nghe nói xưởng rượu dương gia nhiều năm trước đây nổi tiếng hơn đó chẳng lẽ rượu trước đây so với rượu bây giờ ngon hơn sao à, xưởng rượu này quả thật đã xảy ra một chút vấn đề nhưng mà chỉ cần có rượu ngon không bao lâu sau tôi tin nhất định có thể tái hiện được cảnh quy hoàng của lão gia năm xưa à chuyện quầy à hả tôi nghe hàng xóm nói xưởng rượu dương gia hiện nay là viên lão phu nhân đích thân nắm giữ đại quyền với phần nữ lưu như dương lão phu nhân mà nói có thể quán xuyến xưởng rượu lớn như vậy quả là không đơn giản ha trước kia lão phu nhân đã giúp lão gia quản lý xưởng rượu rồi cũng như lão gia điều lão phu nhân chú trọng nhất là chất lượng và uy tín của xưởng rượu ừ. mấy năm nay lão phu nhân thường xuyên tới đây xem xét quản lý khá chặt chẽ cho nên tôi tin là xưởng rượu của chúng tôi đã có được tiêu chuẩn như năm xưa lúc lão gia tại thế rồi ừ. được rồi chuyển quay Tôi sẽ mua một giò trạng nguyên hồng của ông Dạ được, khách quan chờ một chút nha à, Được được, đa tạ Thúc không phải vì rượu mới tới đây đó chứ Thúc hỏi con nha Sau khi nghe những lời trưởng quẹt vừa nói Con có nhận xét gì? Ờ... Ừ. Cho nên nói, chuyện điều tra án Con còn kém xa lắm đó Cố gắng học hỏi đi, bộ khoái Ê Ê Trời ơi cô mấy người nhìn đi mấy người nhìn đi xước hết sẽ rồi sẽ ra chuyện gì vậy tôi quả nhờ quả mấy đi. người đến sửa cổng ha là may mắn là hỷ khí còn bây giờ nhìn chạy một mảng lớn làm sao tôi tính tiền công cho mấy người đây rõ ràng là vào ngày mùng 8 sau khi chúng tôi sửa xong nói với ông là không được Bùng chạm vào mùng 8? mùng tám không phải là ngày dương đại phú chết sao bây giờ bị chạy. cái gì cái vậy đổ lỗi cho chúng tôi rẻ, tôi gạt mấy người hay sao nhưng mà quả thật là chúng tôi không có chạm vào ê sao lại như vậy được chứ nè tháng năm con về trước đi ta có chuyện cần phải làm con đừng uống rượu của ta đó nhị thuốc đi đâu vậy Ê... đức môn tập khánh chẳng hay âu dương trạng sư đến đây là vì chuyện gì dạng bối được biết hung thủ bây giờ đã xa lưới đến báo tin cho bà biết để an ủi linh hồn đã khuất vụ án này bây giờ đã sáng tỏ rồi mong lão phu nhân buông bỏ gánh nặng trong lòng Âu Dương Trạng sư có lòng rồi. Hy vọng lão phu nhân cũng đừng quá đau buồn, hãy bảo trọng sức khỏe, tại vì trên dưới Dương gia còn phải nhờ bà dốc sức chèo chống nữa. À, lão thân già rồi, không còn như năm xưa nữa. Dương à, lão phu nhân khiêm tốn quá rồi. Nghe nói Dương lão gia lúc sinh thời, trạng nguyên hồng do ông điều chế có thể nói là rượu ngon tuyệt thế ngay cả tiền đế cũng khen không ngớt lời. À, đúng vậy, trạng nguyên hồng là tâm quyết cả đời của tiên phu. tiền đế từng nói rượu này là trạng nguyên của rượu, vì vậy ban tên trạng nguyên hồng, đồng thời còn ban cho chiếc nhẫn này. từ đó về sau danh tiếng của xưởng rượu dương gia chúng tôi càng gian xa, mua bán cũng càng ngày càng tốt. À, nghe lão phu nhân nói như vậy. Trạng Nguyên Hồng này quả là có công rất lớn. À, với loại rượu ngon này, không biết khi nào giảng bối mới có thể thưởng thức đây? À, trạng sư muốn đếm thử có khó khăn gì đâu. Tuy là Trạng Nguyên Hồng dừng sản xuất đã lâu, nhưng lão thần đã bắt tay điều chế trở lại rồi. Tin là không ngoài một tháng có thể điều chế ra được. Lão phu nhân! Ừ. Lão phu nhân! Mấy vụ mua bán này đang chờ bà đóng dấu đó À, Dương lão phu nhân Con dấu này chất địa rắn chắc mịn màng Điều khắc tinh tế Nhìn là biết ngay Tuyệt đối không phải vật phẩm bình thường À, con dấu này là tiên đế truyền lại, là xuất phát từ tay danh nhân Kim Hoàng Triệu Thành. Ừ. Dùng đá thanh điền đời đường, điều khắc ra đó. Nghe lão phu nhân nói, trạng nguyên hồng ngưng sản xuất đã lâu. Chẳng hay có liên quan đến lệnh lan hay không? Bây giờ lệnh lan đã qua đời. Không biết đây có phải là cơ hội tốt để dương lão phu nhân chấn chỉnh lại thanh danh xưởng rượu dương gia hay không? Nè, Con người của ông ăn nói sao vậy? Lão phu nhân chúng tôi lòng dạ nhân hậu, bao năm nay thành thiện tích đức, sao lại có thể bụng dạ độc ác như ông nói chứ? Cút đi cút đi, nếu không tôi sẽ đuổi ông ra ngoài đó. Lão phu nhân! Lão phu nhân, chuyện gì vậy? Thiếu phu nhân sắp lâm bồn rồi. Hả? Cái gì? À, đi mau. dạ. Khai Phong phủ. Thông qua điều tra mấy ngày nay, tình hình của sưởng rượu Dương gia quả nhiên như đại nhân đã nghĩ. Nhưng mà chưa có chứng cứ xác thực, vẫn chưa thể đưa ra phán đoán. Đại nhân, à, đại nhân có tình huống mới, bên ngoài có người chuyển một ít đồ vật kỳ lạ tới đây. Đi, đi xem nào. Bao đại nhân, ngài xem. Ừ. À, ờ, bao đại nhân sáng sớm hôm nay chúng tôi ra trước cửa nhà mô phát hiện món đồ này uhm. Cô biết là ai chuyển đến không? Ờ, à, à, không biết. À, còn có một bức thư. đại nhân trong thư này có một bức tranh vẽ tay ngoài ra còn có chứng từ của xưởng rượu dương gia một tờ là của ba tháng trước còn một tờ là của hôm qua người chuyển những thứ này tới đây rốt cuộc lại có dụng ý gì à hắn muốn nói cho chúng ta biết ai mới là hung thủ thực sự vương phủ À, xin chào, chào xin chào, chào. chúc mừng, mừng. Chào, mừng. Mời mời trong, mừng. Trong. nghe nói trạng nguyên hồng mời á mời là rượu trong. ngon nhất ở đây đó vậy sao Giả mời vào trong đúng mời vậy vào, đúng rồi mới được ở à, đây mời đó này. thật sự Chà. rất ngon trước đây cũng đã uống thử rồi chúc mừng chúc mừng Ôi trời ơi, dường lão phu nhân Chúc mừng, chúc xin lỗi Mời vào trong Bao đại nhân đến Quả ở đây đẹp thật đó ừ, Đúng vậy Dân à, phụ bái kiến bao đại nhân Dương lão phụ nhân không cần đa lễ Bao chứng lần này đến đây để chúc mừng Có được cháu cưng quả rất đáng mừng Tạ bao đại nhân Lão thân đã chuẩn bị phòng riêng cho các vị Đại nhân mời đi lối này ừ, Mời mời <laughs> Y nhân thành lý Được biết bao đại nhân đến đây lão thân đã đặc biệt chuẩn bị trứng điếm chi bảo trạng nguyên hồng nào mời các vị thưởng thức à dương lão phu nhân bao chứng mạo mũi đến đây một là để chúc mừng hai là có một chuyện thỉnh cầu à mời bao đại nhân nói bao chứng có chuyện phải chứng thực muốn mượn còn dấu của Sưởng rượu dương gia xem À Qua đây Lão phu nhân có căn dặn gì Đi lấy con dấu ra đây Dạ lão phu nhân bao đại nhân mời xem qua ờ à, được ừ. hình như là không phải con dấu của xưởng rượu dương gia đây đúng là con dấu của dương gia chúng tôi sao bao đại nhân lại nói như vậy à ta nghe nói con dấu dương gia được khắc bởi danh gia kim hoàng Triệu thành cuối đời đường tay nghề của Triệu thành khí thế hơn người giao pháp dứt khoát đồng thời trên mỗi tác phẩm đều có giao pháp riêng biệt là phần cuối của chữ đẩy một nhát vào nhìn vào như có thêm một vết tích nhỏ <laughs> dương lão phu nhân ở đây có hai tờ chứng từ của xưởng rượu dương gia các vị đều có đóng con dấu của dương gia ở trên tờ cũ nét cuối cùng của chữ trên con dấu có một vết tích nhỏ còn ở trên tờ mới hoàn toàn không có không phải là nếu chúng tôi suy đoán không lầm con dấu trong tay dương lão phu nhân không phải là con dấu ban đầu con dấu ban đầu e rằng đã bị lão phu nhân đem đi bỏ rồi mẹ ơi cuối cùng chuyện này là như thế nào vậy mẹ dương lão phu nhân vào đêm Dương Đại Phú bị giết, bà từng đến phố lớn trên Kinh Thành đúng không? Ở ngã rẽ trên phố, trên cửa nhà họ Lý, còn để lại dấu vết đó. Mẹ à, mẹ nói gì đi chứ. đại nhân, đại phú đúng là đích thân lão đại giết hả? 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 sau khi đại phú chào đời, thì tiên phu đã qua đời. lão tuân theo di nguyện của tiên phu nuôi đại phú khôn lớn thành người hy vọng nó có thể phát huy sản nghiệp cậu nghe đây phải làm như vậy đều tay lên biết chưa nè qua đây qua đây đếm số rượu này chuyển vào trong đó chuyển hết vào trong đó cho tôi cẩn thận nha Sưởng rượu dư gia Nước đã được tiên đế ban tặng danh hiệu Rượu ngon tuyệt thế Chúng tôi luôn hy vọng phần dinh dự này Được lưu truyền muôn đời Hơn nữa đây cũng là duyên nguyện của tiên phu Lão phu nhân à Thiếu gia cứ suốt ngày tới sưởng rượu để lấy tiền Trong sưởng rượu Việc gì cậu ta cũng không làm Ngày nào cũng ra ngoài chơi bời lêu lỏng Bây giờ người ta đòi nợ đều tới sưởng rượu rồi Thiếu gia không ngờ còn bán cả sưởng rượu luôn rồi Hà? Lão phu nhân à Bà nói tôi phải làm sao đây Đúng là không ra gì mà ừ. Con lại ra ngoài tiêu tiền tùy tiện Bỏ bê công việc rồi Liên quan gì tới bà Ta nói con biết Trạng Nguyên Hồng là phụ thân con Một tay sáng lập ra đó đó là bản hiệu của xưởng rượu Dương Gia chúng ta, sao còn có thể nói không cần là không cần chứ? Lão bà này lôi thu thiệt, loại rượu này vừa không có lời vừa khó làm, cần nói để làm gì? Nè nè nè, Con lấy con dấu để làm gì? <laughs> nói thiệt cho bà biết, tôi đã nói cho người ta rồi, tôi sẽ bán xưởng rượu này. Bây giờ tôi phải đi ký giấy, đưa con dấu cho tôi. À, đại phú, con tỉnh lại đi, xưởng rượu này là tổ nghiệp gia truyền của chúng ta, cho dù có chết cũng không được bán mà. Thôi đi những thứ mục nát này ai thèm muốn làm thì hãy làm mua bán lớn hả à, đại phú trả cho ta con bao trả ừ. cho ta hả con không ừ. được làm như vậy đại Đánh phú à... đại phú đại phú con quay lại đây con quay lại cho ta con trả con dấu về đây đại phú đại phú à Đ... ừ đại phú đại phú à đại phú đại phú đại phú, phú. 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 con đứng lại cho ta ta hỏi con con thật sự đã bán xử rượu rồi sao <laughs> trả con dấu <giấu> cho ta <laughs> bán rồi bán hết tất cả rồi sao hả à? tôi là con cháu duy nhất của dương gia cho dù sáng nghiệp có bại trong tay tôi thì sao chứ cục đá này cũng vô dụng rồi bà giữ lại chơi đi <laughs> đại phú đại phú ừ? con đúng là hồ đồ mà đúng là hồ đồ đại phú con hồ đồ thật đó <laughs> không được tổ nghiệp của dương gia tuyệt đối không được bãi trong tay ta tuyệt đối không được con cháu không ra gì nếu giữ nó ở lại trên đời hai người Chi bằng Đồ bất yếu Đồ bất yếu Sau đó, lão trả giá cao mua lại xưởng rượu, hồng chấn chỉnh sản nghiệp. Đại phú từng là niềm hy vọng trong đời lão, cũng là quyết mạch duy nhất của dương gia chúng tôi. Nhưng lão lại không có cách nào, chỉ có thể đích thân quỷ quại nó. Đại nhân, lão chẳng thà như vậy, cũng không muốn nhìn thấy nó phá nát sản nghiệp, gánh tội danh thiên cổ. Dương lão phu nhân, hôm nay sao lại đem sự việc kể hết ra vậy? Còn hôm đó, sao lại che dối sự thật? lão không phải không biết lưới trời lồng lộng thưa mà khó thoát chỉ là muốn trì quản một thời gian tận mắt nhìn thấy cháu võ chào đời mới đi đền tội chịu phạt <laughs> mẹ ơi đều tại con dâu bất hiếu không thể khuyên can đại phú mới để huynh ấy gây ra lỗi lầm mọi chuyện đều là ý trời

giải chung phát hả phu nhân sao phu nhân lại ở đây mọi chuyện đã kết thúc rồi dương trương thị nếu như bà đã khai báo quá trình sát hại dương đại phú vậy bà có biết thi thể của dương đại phú sao lại bị treo trên cây dưới sườn núi không? Đại nhân, lúc đó dân phụ chỉ biết hối hả bỏ chạy. Thật ra không hay biết đại phú, sau đó lại bị bỏ xác nơi quan giả. Về vấn đề này, Trung Pháp có thể giải đáp cho bà. À, người tuy không phải tiểu nhân giết, nhưng mà người đem dương đại phú bỏ xuống dưới sườn núi, đúng là tiểu nhân. đại phú đại phú con đứng lại cho ta ta hỏi con con thật sự đã bán sưởng rượu rồi sao hả? Hả? trả con giấu cho ta hả? Hả? <laughs> bán rồi bán hết tất cả rồi hả? sao hả tôi là con cháu duy nhất của dương gia cho dù sản nghiệp có bại trong tay tôi thì sao chứ cục <laughs> này cũng vô dụng rồi bà giữ lại <laughs> chơi đi <laughs> Đại phú. Đại phú. Con hồ đồ thật, con đúng là hồ đồ mà. Đại phú con đúng là hồ đồ. Đồ bất hiếu, đồ bất hiếu, đồ bất hiếu mà. Kuule k долго as No muistan shirtohusion Nui åh Nertti älar Alcohol Ich bin ens kommer Musik Parents Thì ra là như vậy Trùng phát Sao cậu lại làm như vậy chứ Ở dương gia nhiều năm qua Chỉ có lão phu nhân mới xem tôi là con người Đại ơn đại đức của người chung phát không có gì đền đáp mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi con dâu bất yếu chỉ có thể tiễn mẹ chặn đường cuối cùng sau này ta không còn nữa chỉ trông cậy mình con Con nhất định phải hết lòng nhìn giữ cửa hiệu này Không được để sản nghiệp ba đời của Dương Gia Bị quỷ hoại trong tay chúng ta Các con phải thay ta Sau để đưa Dương Gia Pháp Dương Quang Đại Sau này Đem trạng nguyên hồng Truyền cho cháu Để nó kế thừa Dương Gia kế thừa di nguyện của tổ phụ được như vậy dù ta có chết cũng được nhắm mắt lão phu nhân lão phu nhân mẹ ơi lão phu nhân 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 mà sao rồi Lão Phu Nhân Ta đã uống độc dược xuyên Hả? trường Lão Phu Nhân Sao bà lại làm như vậy Đại nhân Dân phụ biết mình tội không thể tha Chỉ còn cách tự kết liễu Nhưng Lão Phu Nhân Bà Sao bà phải làm vậy Mẹ ơi Lão làm vậy là muốn để cháu của lão được bình an khôn lớn Khỏi gánh tội nghiệp của người đời trước Như vậy Lão đã hài lòng rồi Mẹ ơi Mẹ bị làm sao lão rồi nhân. mẹ Lão phu nhân <laughs> Lão <Lộ> phu nhân <laughs> Lão <Lộ> phu nhân <laughs> Lan Quế Phường phụ. Các vị Lần này vụ án dương gia đó Cuối cùng đã phá được Thành thật mà nói Ngô Ngọc Quế tôi có thể bình an trở về Thật sự phải đa tạ bao đại nhân Và cảm tạ các vị đấy Cô đó Vốn dĩ lần vừa trong sạch Chúng tôi chỉ trả lại công bằng cho cô thôi <laughs> Bao đại nhân à, Không thể nói như vậy được nếu không phải bao đại nhân ngài xử án như thần ngọc quý tỷ tôi sao có thể rửa sạch quan ức nhanh như vậy được cho nên chung này dạng bối kính ngài chung <laughs> rượu này phải là bao chuẩn kính trạng sư âu dương mới phải à, nếu à. hôm nay ta không đến đây hôm khác thì cũng sẽ đến thầm viếng tỏ ý đa tạ bao đại nhân các sáo rồi nè 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 càng chúng càng chúng nè công tôn tiên sinh hả chuyện này à tiễn hộ về tôi nói cho cậu biết cánh cửa lý gia và bức thư đó có tám chín phần là Âu Dương Đông chuyển đến à, này, này. nếu không Rốt phải rượu. cậu ta tìm Rốt được chứng cứ e là bây giờ đại nhân vẫn chưa thể kết án được Quế tỷ món ăn dọn lên hết rồi được nào mọi người đừng đợi nữa cầm đũa đi à, được, được, được. Ừ. cô làm sao vậy cô không ăn hả hả Ừm Nè Minh Nguyệt Hả? Có phải cô còn đau lòng chuyện Dương Lão Phu Nhân không ừ, Chỉ là cảm thấy Lão Phu Nhân có lòng nhân hậu Một lòng suy nghĩ cho Dương Gia Mà lại rơi vào tình cảnh này ừ, Tâm trạng của cô bổn phủ hiểu chứ Nhưng mà đối với thảm kịch nhân luân này Thân là người trong quan phủ Thường xuyên phải gặp những chuyện này Nếu chúng ta cũng lúng sâu vào thì làm sao bảo vệ pháp lý Chủ trì công đạo đây Lời bao đại nhân nói tôi đều hiểu rõ Nhưng mà vẫn phải mất chút thời gian Minh Nguyệt à Cô thân là đớ đau nữ bổ khoái hoàng thượng ngữ phòng Những chuyện như vậy Sẽ thường xuyên xảy ra Làm quen dần đi hả ừ. Nè bao đại nhân Nhắc đến nữ bổ khoái Tôi đây có một thỉnh cầu nho nhỏ Hy vọng bao đại nhân có thể đáp ứng ừ. Ngô trưởng quầy Có gì nói đi Bao Đại Nhân, ngài có thể, có thể cho Thắng Nam, nhà tôi, khỏi phải làm nữ bổ khoái này hay không? À. À. chức Ch nữ bổ khoái này của Thắng Nam là Hoàng thượng Ngữ Phong, bao trưởng ta không thể quyết định được đâu. Bao Đại Nhân, vậy nhờ ngài ở trước mặt Hoàng thượng nói giúp vài lời. À, e là không được rồi. Nếu Thắng Nam không làm nữ bổ khoái, à. vậy tức là kháng chỉ. Kháng chỉ thì... À, phải bị chém đầu H Hả? Vậy, nói như vậy, chức bộ khoái này không thể không làm rồi à. Trời ơi, mẹ nghĩ con thật sự không thể xuất giá <laughs> Trời ơi, tỷ à Nè nè, được rồi, được rồi, mọi người đừng nói nữa Cầm đũa, cầm đũa lên Nè nè nè, đợi đã, đợi đã à? Bao đại nhân Tôi còn một thỉnh cầu này nữa Hy vọng à? bao đại nhân có thể đáp ứng ờ, à, Nói bao đại nhân ngài có thể giúp nhị thúc nhà tôi tìm một mối hôn sự thích hợp hay không à. <laughs> mọi người ai cũng biết âu dương gia chúng tôi muốn có hậu nhân phải trông mong nhị thúc nhà chúng tôi rồi cô nói nhị thúc có thể thành thân thì tôi yên tâm à, cho nên hy vọng các vị nếu như có nếu như có cô nương nhà nào đàng hoàng thì hãy giới thiệu cho nhị thúc nhà chúng tôi nha. Nè nè nè, mọi người nha đây. Muốn giới thiệu thì đừng giới thiệu một người nha. Phải giới thiệu bốn người mới được đó. Hợp thành bốn chân, đánh mặt trượt đi. mời mời. xin mời. Xin mời, anh yeah, đi. Oh, cô làm ơn đi phía sau đi. Tôi đâu có làm chuyện thẹn với lòng, tại sao tôi phải đi phía sau chứ? đừng quên cô là nữ nhân đó. Chà lấy cái này đi cứu tôi với cứu tôi với cứu tôi với hả? hả nè sẽ ra chuyện gì vậy mau vào trong xem đi trời ơi thắng nào canh giữ ở đây đi vào trong xem à, ông đừng qua đây nếu không tôi sẽ chết trước mặt ông đầu của tôi hả tôi sẽ giết cô yên tay đại tẩu bình tĩnh lại đi có chuyện gì vậy quan sai đại gia chính là á điên này gây sự thật ra tôi đến đây để uống rượu sau đó thấy ả mát con mắt quá nên tôi muốn uống với ả một chung không ngờ á lại dùng bình rượu đập đầu tôi đến nỗi này nè nè ngang nhìn đi nhìn đi không không phải như vậy đâu quan sai đại nhân không phải như vậy đâu quan sai đại nhân ngài đừng nghe hắn nói bậy hương liên thật ra không phải là người hầu rượu cổ tới chỗ tôi đây chỉ muốn tìm ít việc nặng nhọc để làm tôi thấy cổ đáng thương mới nhận cổ ở lại đây giúp việc nào ngờ gã này lại buông lời trêu chọc còn động tay ừ. động chân thật ra thì đây là lỗi của hắn đó ê nè bà nói cái gì vậy? làm gì vậy Hả? bây giờ có người chỉ chứng người còn gì để nói không đây 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 đây, đây là Á đánh tôi mà quan sao đại gia ngài mau bắt Á về đi người muốn báo quan phải không được dương triều Hả? dạ dạ hắn về khai phong phủ giao cho bao đại nhân xử lý đi. À? Dạ. À? À? Đi. Đi. Ng 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 Ngày làm gì vậy? Tôi không vào cửa quan đâu. Tôi tôi tôi. Sao hả? Ngươi không phải muốn báo quan sao? Vậy thì báo đi. Trời ơi! Làm sao tôi biết ả à, không có bán thân chứ? Có thể tôi quá chén nên mới hiểu lầm vậy thôi mà. Thôi đi, thôi đi. Bây giờ tôi bồi thường tất cả. Ngài thấy được chưa? Như vậy chắc là được rồi chứ gì? trời ơi quan sai đại nhân ngài nhìn chỗ tôi đây dù sao cũng là chỗ mua bán theo tôi thấy thì chuyện hôm nay hay là bỏ đi ha đúng đúng, 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 đúng đúng bỏ đi ra bỏ 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 đi ừ. cũng đi đại tả đại tả đại tả đại tẩu đừng sợ không sao rồi nào đưa đi đây.

Ờ, ừ. Mà, đó. À, à, Trời ơi, cái là không được vào trong Có gì để xem đâu Lần nào cũng tại ông hết Đây chính là năng lực của cô sao Trời ơi Trung phủ phúc bá ý cô vân cô về rồi à đúng vậy ý, sao hôm nay cô mua nhiều đồ ăn dữ vậy hôm nay kế tổ về nhà mà tất nhiên phải đích thân xuống bếp làm vài món chứ ờ à, hèn chi cô đi chợ về sớm dữ vậy kế tổ thường xuyên vắng nhà hiếm khi về nhà dùng bữa mà à để tôi làm đi à. ờ <laughs> à, nhưng mà bây giờ tôi mới biết làm bộ khoái không dễ chút nào hết đúng vậy trước đây cô nhận lời bao đời nhân làm bộ khoái chỉ là để giúp đỡ lão gia vượt qua khó khăn giúp cô công nữ tên tiểu đào đầu lại công bằng bây giờ vụ án cũng đã kết thúc rồi hey, mua bán của lão gia cũng đã ổn định hay là cô từ bỏ công việc bộ khoái đi hà tất cực khổ như vậy chứ trời ơi chức nữ bộ khoái của tôi là hoàng thượng ngự bang đó làm sao có thể tùy tiện bỏ được chứ huống chi chuyện mua bán của kế tổ vừa mới có khởi sắc tôi không muốn chàng lo lắng chuyện bên ngoài về đến nhà còn phải lo lắng nữa Ô trời phu nhân à câu chuyện gì cũng vì gia đình này hết à <laughs> làm nữ nhân chính là như vậy đó sau khi tướng công tôi về để chàng có một máy ấm cực phụ khách mấy tôi cũng không ngại cha cho về rồi hả <laughs> cái tủ cho về rồi. về rồi <laughs> mau 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 Ý, <laughs> sao rồi con <laughs> <laughs> có nghe lời mẹ không dạ hả? có chứ tướng <laughs> công <laughs> à <laughs> chàng về sớm vậy sao à thuyền hôm nay tới sớm chàng về thì tốt chàng có biết không trong khoảng thời gian này xảy ra nhiều chuyện lắm đó làm thiếp mệt lắm đó à, vậy vất giả cho nàng rồi ừ. hôm nay thiếp đích thân xuống bếp đã nấu mấy món chàng ưa thích nhất đó à. chàng đoán đi chàng đoán đó là món gì à đúng rồi hôm nay ta thấy hơi mệt một chút khẩu vị không được tốt lắm hay là mọi người ăn trước đi nha hả hả chàng sao vậy chàng không được khỏe hả à không sao không sao à, ta chỉ thấy hơi mệt à, ta về phòng nghỉ ngơi trước nha hả? ờ ừ. lão gia cơm nước đã chuẩn bị xong rồi À phúc à hay là mọi người ăn trước đi lát nữa ta còn phải ra ngoài bằng chuyện mua bán có chuyện gì lát nữa sau khi ta trở về mới nói ta về phòng đây Hừm. mẹ ô trời lão gia này thiệt tình chưa ăn cơm đã đi rồi